Chị Ngọc là giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhỏ nhưng thành đạt. Hôm ấy đang làm việc thì chị nhận được một cú điện thoại tự xưng là của công an điều tra phòng chống tội phạm. Alo ạ. Chào chị, tôi là Hùng ở cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đây. Hiện chúng tôi đang điều tra một số vụ án buôn lậu xuyên quốc gia. Trong danh sách các công ty trong đường dây buôn lậu này có tên của công ty chị. Đề nghị chị hợp tác phối hợp với ban chuyên án để làm rõ vụ việc này. Dạ, anh ơi, anh xem lại giúp đi ạ. Có sự nhầm lẫn đấy ạ. Công ty của chúng em có giấy tờ đầy đủ ạ. Anh ta đọc các thông tin của công ty và được chị Ngọc xác minh là đúng. Đồng thời, anh ta hỏi thêm các thông tin cá nhân khác của chị Ngọc và chủ động cho chị số điện thoại của anh ta. Anh ta nói: chúng tôi sẽ xác minh ngay lập tức các thông tin này. Đề nghị chị trong thời gian điều tra không được rời khỏi thành phố và tích cực hợp tác. Chị Ngọc lập tức rà soát lại thông tin, thư điện tử của đối tác nhưng không có được thông tin gì. Điện thoại tiếp tục đổ chuông, chị Ngọc nhấc máy. Alo ạ. Alo, tôi là Hùng ở cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Vừa gọi chị. Chúng tôi đã rà soát tất cả các thông tin và khẳng định công ty của chị nằm trong đường dây buôn lậu và đang bị điều tra. Chúng tôi đề nghị chị hợp tác với ban chuyên án. Anh ơi, có sự nhầm lẫn gì đấy ạ? Anh làm ơn kiểm tra lại giúp em được không ạ? Chúng tôi sẽ nối máy cho chị với các phòng ban để chị tự tìm hiểu rõ sự việc. Nói rồi, nhân viên điều tra tên là Hùng nối máy cho chị Ngọc với nhiều người khác nhau của ban chuyên án để xác minh. Sau một hồi, một người tự xưng là người đứng đầu ban chuyên án nói chuyện với chị Ngọc. Alo ạ. Dạ vâng, chúng tôi buôn bán về giày dép ạ. Các thông tin mà ban chuyên án vừa trao đổi đều trùng khớp với các thông tin do bên chị cung cấp. Như thế này đi, chị hãy nộp tiền vào các tài khoản sau đây mà chúng tôi cung cấp để xác minh làm rõ nguồn gốc. Sau 24 tiếng, nếu xác minh được số tiền trên là trong sạch, chúng tôi sẽ lập tức thông báo và gửi trả lại cho chị. 5 giờ chiều nay ạ. Vâng. Hương! Hương ơi! Dạ. Liên tục phải đối chất qua điện thoại và lo sợ ảnh hưởng tới uy tín của công ty, chị Ngọc vội vã yêu cầu nhân viên chuyển tiền vào tài khoản mà vị lãnh đạo ban chuyên án đã cung cấp. Gửi trước 5 giờ, địa chỉ ở đây. Vâng, nhớ chưa? Vâng. Đi ngay đi nhá. Xong việc nhớ báo cho chị ngay chưa? Vâng. Thưa anh Đào Trung Hiếu, tại sao kẻ gian lại có thể dễ dàng lừa đảo cả một doanh nghiệp như vậy ạ? Doanh nghiệp thì vẫn là con người, vẫn là những con người cụ thể. Họ vẫn mắc những cái lỗi cụ thể, tức là cái lỗi không chịu cập nhật tình hình, không chịu đọc những cái thứ liên quan cái này. Đến lúc khi nó xảy ra thì không biết đây là tội phạm. Còn doanh nghiệp thì cũng là một con người cụ thể, cũng là ông giám đốc, bà giám đốc, là những con người cụ thể thôi. Thay vì người ta là một gia đình thì đây là một người đứng đầu, một pháp nhân. Gọi là pháp nhân nhưng thực tế vẫn là những con người chứ. Và người ta thiếu kiến thức xã hội, thiếu kiến thức pháp luật, không chịu cập nhật tình hình thì nó mới xảy ra những chuyện như vậy. Và khi người ta có ý thức cảnh giác rồi thì người ta đọc luôn hết cả đáp số cho đối tượng thì đối tượng nó chán, nó dừng ngay mà. Bản thân tôi cũng đã bị tội phạm gọi điện đến rồi, cũng lừa. Mình trêu lại nó, về sau nó phát hiện ra mình trêu nó dừng lại. Để đề phòng các trường hợp kẻ gian mạo danh các cơ quan công quyền gọi điện để lừa đảo tiền thì chúng ta cần phải đề phòng như thế nào ạ? Người dân phải nắm được các quy trình hoạt động, quy trình công tác của các cơ quan pháp luật, đặc biệt là của cơ quan công an. Thứ nhất là các cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, kiểm sát, tòa án thì khi làm việc với công dân ấy, thì đều phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập và phải làm việc tại trụ sở chứ không làm việc qua điện thoại. Cơ quan pháp luật không làm vậy. Người ta làm việc tại trụ sở, làm việc là mời công dân lên phải có giấy mời, thông qua công an cơ sở đưa xuống tận nhà, qua tổ nhân dân đưa tận nhà mời lên làm việc. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, không có chuyện cơ quan pháp luật gọi điện đến cho người dân để dung dọa, ép phải đưa tiền. Cơ quan pháp luật không làm như vậy. Nếu như có yêu cầu giao nộp về tài sản có liên quan vụ án thì người ta sẽ có những lệnh, có những công văn, có những lệnh thu giữ, có lệnh khám xét. Đấy. Hoặc có những văn bản người ta yêu cầu giao nộp. Và cái việc giao nộp được triển khai, được tiến hành tại trụ sở với những người có đủ cái thẩm quyền về tố tụng hình sự, người ta thu giữ
chứ không phải là gọi điện qua điện thoại. Thứ ba nữa, một cái dấu hiệu rất rõ là gì? Cơ quan pháp luật, đặc biệt cơ quan điều tra là không có những tài khoản mang tên cá nhân. Trong khi đó, đối tượng tội phạm thì luôn yêu cầu người dân chuyển tiền vào những tài khoản đứng tên cá nhân. Đây là cái dấu hiệu ta nhận ra ngay, lừa đảo rồi. Cơ quan pháp luật chết thì không có yêu cầu ai qua điện thoại phải gửi tiền vào tài khoản. Đặc biệt là không bao giờ có cái tài khoản cá nhân để yêu cầu gửi tiền vào. Một cái nữa đó là cái VNPT, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông, là người ta không dùng cái hình thức nhắc nợ qua hộp thư tự động, hộp thư ghi âm tự động đâu, mà nó sẽ nhắc qua tổng đài, thống nhất qua tổng đài 800126. Khi đã có ý thức cảnh giác như vậy thì tuyệt đối không được phép cung cấp bất cứ một thông tin cá nhân nào, từ họ tên, địa chỉ của các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp, rồi số nhà, cơ quan, đơn vị, không được cung cấp. Đặc biệt các thông tin về tài khoản, thẻ tín dụng, số tiền đang có trong tài khoản và trong nhà. Đấy thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tuyệt đối không làm theo bất cứ một hướng dẫn nào của đối tượng. Đặc biệt là không bao giờ được phép cầm tiền đến ngân hàng để chuyển tiền vào những tài khoản mang tên cá nhân của đối tượng. Ứng xử khôn ngoan là gì? Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, nói thẳng luôn, bài cũ rồi, nếu đối tượng dừng ngay. Còn nếu không thì sẽ hãy báo thông tin lại cho tất cả người nhà, thông báo lại cho người nhà và tìm cách gọi điện báo cho cơ quan công an. Thì lúc đó lại có thể hỗ trợ cơ quan công an trò chơi nghiệp vụ, cho nó sập bẫy, giả như mình là con mồi. Cơ quan nhà nước ấy, thì chỉ biết là về khía cạnh của ngành viễn thông, mà cụ thể đây là Bộ Thông tin Truyền thông, thì theo chúng tôi là có một cái giải pháp rất là hay. Tức là Bộ Thông tin Truyền thông có thể là nếu như đứng trước cái tình hình tội phạm nó đang rộ lên như vậy, thế thì tại sao không chỉ đạo các cái nhà mạng phát ra các cái tin nhắn của nhà mạng thông báo đến các thuê bao điện thoại. Bây giờ cái diện phủ sóng điện thoại di động là rất là rộng khắp rồi. Thế thì ví dụ chẳng hạn như Viettel, Vina Mobile gửi những tin nhắn cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh nhân viên cơ quan pháp luật, thì người dân khi nhận được cái tin nhắn như vậy, người ta thay vì đọc báo, người ta đọc ngay trên điện thoại, người ta biết có hành vi như vậy, và người ta biết đấy là phòng ngừa xã hội, phòng ngừa ngay từ phía người dân. Khi người dân đã đọc được hết bài rồi thì tội phạm hết chỗ, hết đơn diễn. Và cái việc này gắn với cái hoạt động của nhà mạng, thì các nhà mạng nên làm được rồi. Thứ nhất. Cái thứ hai là về phía các cái cơ quan pháp luật thì nên có cái sự phối hợp chặt chẽ với các cái giới truyền thông, báo chí để kịp thời cung cấp các thông tin phản ánh về thủ đoạn, về tình hoạt động của tội phạm này và các cái khuyến cáo của người dân phòng tránh. Cái này hết sức quan trọng, nó giúp cho cái việc phòng ngừa xã hội. Mỗi người dân khi đã tự ý thức cảnh giác rồi thì tội phạm hết cơ sở để tồn tại. Công an các địa phương thì có thể hỗ trợ phối hợp với ủy ban nhân dân cấp phường, các tổ dân phố, có thể tổ chức tuyên truyền truyền thông qua hệ thống loa này, loa phường này, với cái thủ đoạn cảnh báo này. Tại vì chúng tôi được biết là có rất nhiều những người bị người già ấy, buổi sáng người ta đi tập thể dục, người ta nghe loa phường nói về cái chuyện là có cái loại tội phạm lừa bằng giả danh như vậy, và lúc khi xảy ra cái các cụ đọc luôn cho nó nghe bài chúng mày này là chán luôn, dừng hình ngay. Rồi cái điều cuối cùng đó là về phía ngân hàng. Hiện nay ngành ngân hàng thì vì nhiệm vụ bảo mật thông tin khách hàng nên do đó có nhiều cái hoạt động từ phía có nhiều yêu cầu nghiệp vụ từ phía cơ quan điều tra chưa được có sự phối hợp chặt chẽ. Chẳng hạn khi mà người dân đến trình báo là tôi đã chót gửi một số tiền nhất định vào tài khoản của đối tượng A rồi, mà đối tượng này là bây giờ nghi là lừa đảo rồi, thế thì cơ quan công an có thể gọi điện nóng đến ngân hàng đề nghị các anh phong tỏa ngay, chặn dòng tiền lại. Thế nhưng lúc đó thì ngành ngân hàng yêu cầu hàng loạt những cái thủ tục, có quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, công văn, mà những chuyện ấy phải một vài ngày, một vài tuần mới có được. Mà trong khi đây là chỉ cần một tích tắc
một cái thời điểm, cái thời gian tính. Nếu như không ngăn chặn kịp thời dòng tiền này được chuyển sang tài khoản của đối tượng là xong. Đấy, và do đó ngành ngân hàng nên phối hợp với công an trong những tình huống khẩn cấp như vậy, có cái thông báo là phong tỏa tài khoản thì nên hợp tác để ngăn chặn ngay cái việc chuyển dịch cái dòng tiền từ tài khoản người bị hại sang tài khoản của đối tượng gây án. Với những đối tượng nào cùng một tên mà mở quá nhiều tài khoản thì phải xem xét, mà có những cái giao dịch bất thường, một số tiền dồn lại chuyển vào đúng một thời điểm đó, sau đó nó ngừng hoạt động, thì có lẽ phải xem xét tính toán và có biện pháp theo dõi, thậm chí đóng băng tài khoản. Đến những giao dịch bất thường của tài khoản, chẳng như một cái tài khoản tử tế của những người bình thường như chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta có thể giao dịch tiền vào tiền ra và nó sử dụng một thời gian rất lâu dài. Tuy nhiên cái tài khoản của đối tượng, một cái chứng minh thư giả dán ảnh của đối tượng, nó có thể làm 5-6 cái, và không phải lúc nào nó cũng lừa được người ta đâu. Có cái 5-7 tháng nó bục một cái, nó cũng khoản tiền trôi vào đấy, trôi vào nó dừng ngay. Thì với những cái khoản tiền vãng lai chảy vào những tài khoản bất thường như vậy thì có thể ta sẽ đóng băng và ta chậm lại cái việc giải ngân, chờ cái việc xác minh của phía công an, thì nó vừa bảo đảm quyền lợi khách hàng, vừa hỗ trợ rất tốt cho công an trong cái việc điều tra khám phá tội phạm. Và một cái nữa, tức là tại các cái phòng giao dịch, tại sao chúng ta không làm những cái tờ chúng ta dán ngay tại kính bàn giao dịch, cảnh giác với thủ đoạn giả mạo cơ quan pháp luật để yêu cầu chuyển tiền, thì người dân cầm tiền đến chuyển chẳng hạn, như không phải trong tiền trong tài khoản mà cầm từ nhà mang đến để nộp, thì đọc ngay cái tờ cảnh báo ngay trước mặt này rồi thì người ta dừng lại ngay. Thì đấy là những cái thứ mà có thể là giúp ích rất tốt cho cái việc phòng ngừa tội phạm.